Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày lễ Thanksgiving, mọi người đi mua đồ, mua sắm đồ rất là đông các bạn. Đây là các cửa hiệu mình sẽ đi review cho các bạn. Có bao nhiêu cửa hiệu, quá trời cửa hiệu luôn, mà rất là nổi tiếng. Tất cả các hiệu này rất là nổi tiếng các bạn. Xuất phát điểm là Calvin Klein. Thì cái này nó bình thường Guess nè. Hiện tại bây giờ là 11 giờ rưỡi. Thì rất là đông. Và Get Like Bạc Kinh không có Bạc Kinh luôn. Buma này các bạn. Carter nè. Cái này nó cùng lễ với là Black Friday cho nên là nó giảm giá rất là nhiều. Tommy nè, Jonathan Murphy nè, đông các bạn, Puma đông nè. Nhiều lắm các bạn. Polo nữa kìa. Rồi hết rồi. Đi ngược lại. Esther Chris. Nhìn cái bảng là biết nha các bạn. Máy Mỹ là nó không cho quay đâu. Caster nè. Đồng lắm. Quest nè. Undermall nè. Calvin Klein à. Rutel One à. Này tất cả đều giảm giá 60%, 40%, 50% không nha các bạn. Giảm giá 60%. Rutel One. Rồi là Under Mount nè. Lascot nè. Lascot nổi tiếng, đông lắm. Jockey nè. Sunset Lab Hot nè. Kiến rất là nổi tiếng nha các bạn. Đông lắm. Frank Doran Nolet nè. Giảm giá 50% không các bạn. Convert nè. Xịn không. Học Getline nè, Kate Spade. New York. Họ get like Sam Nine. Dài lắm các bạn. Đi mỏi nghỉ. List nè. Này là cho những đội đá banh thể thao. Có Adidas luôn. Polo Roland luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Má mấy ghẹ chạy qua nó kho thơm phức các bạn. Má mấy ghẹ bên này mức rượt ai đã chết lại luôn nè. Chết lại rất là dài. Sau một hồi suy nghĩ thì mình vô Under màu chứ đông quá, ghét lại đã đông quá không cho mua, chờ nửa tiếng tiếng một ghét lại. Tại vì sao ghét lại các bạn? Tại vì nó đông quá, là người, nó full full khách hàng rồi thì chờ khách hàng ra thì những người ghét lại đã vô thì khách hàng ra thì vô, ra thì vô, chứ vô nhiều quá đông nên phải có một người đứng canh cửa để get like. Mình vô ấn đề màu, mình quyết định mua một đôi giày. Hello. Ok. Mình mới vô trong màu thì không, nó không cho quay cho nên mình tắt điện thoại. Mình mua được cái đôi giày rồi. Cái này mà 30 đồng các bạn. Giảm giá 50%. 30 đồng. Một đôi, bây giờ mình qua Getline Adidas để mình mua một cái đôi giày Adidas nữa. Ok, chắc nó cũng cho quay đâu mà Getline cũng hơi dài. Cho nên quý vị chờ chờ mình nha. Convert đây đéo thèm mua, Convert đã mang đau chân lắm. Ok, bye bye. Xin chào các bạn. Giờ là rinh đồ vô. Nãy giờ mua được cái gì? Rinh hết vô rồi, rồi vô vô đó soạn cho sáng soạn. Giờ em đâu ngủ được đâu. Uống Red Bull dữ quá sao ngủ. Ơi các bạn ơi, thiệt là một ngày mệt mỏi. Sau khi mình đi shopping về đã mất hết 700-800. Mệt quá, thiệt là mệt. Cái này của anh Thiện nè, anh Thuận. Rồi mệt quá, giờ là 3 giờ sáng rồi, 3 rưỡi rồi. 3 rưỡi 4 giờ không? 3 giờ rưỡi rồi. Thôi ngủ nha các bạn. Review mỗi quá ngày mai tính.